Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SVTV của chúng tôi ngày hôm nay. Tin cực căng là một thông tin gây chấn động trước việc yêu cầu siêu Phương Hằng đền bù danh dự đám bá dơ thì bất ngờ dội gáo nước lạnh lên mặt ca sĩ Mr. Đờm. Thưa quý vị, thời gian gần đây dư luận xoay quanh tâm điểm vụ việc một số nghệ sĩ yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng đền bù danh dự với số tiền lớn. Mới đây thì trên trang báo Pháp Luật Online cũng đã đăng tải bài viết từ vụ Phương Hằng tản mạn về danh dự đáng giá bao nhiêu của luật sư Hoàng Kim Minh Châu. Theo kết luận điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận các yêu cầu của những bị hại mà bà Hằng sử dụng 12 kênh mạng xã hội xúc phạm danh dự uy tín. Trong đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Hằng cùng đồng phạm bồi thường 43 tỷ đồng cho những tổn thất mà ông phải gánh chịu. Vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên đòi bồi thường tổn thất tinh thần là 14,9 tỷ đồng. Nhưng sau đó, Thủy Tiên đã phủ nhận việc này. Những cá nhân khác như là ca sĩ Vio, nghệ sĩ Hoài Linh không đề cập đến yêu cầu bồi thường mà chỉ yêu cầu bà Hằng công khai xin lỗi do phát ngôn xúc phạm trên báo. Yêu cầu thì dễ, bao nhiêu cũng được nhưng đáp ứng được chừng nào thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Yếu tố cuối cùng là dở sách luật ra mà coi, mà áp dụng, mà tóm lại danh dự đáng giá bao nhiêu. Từ xa xưa, danh dự là giá trị mang theo mỗi con người. Nó như bản sắc, như máu thịt, có nhiều khái niệm khác nhau về danh dự. Nhưng ở mức độ thông thường, thông qua sự vận hành và thừa nhận của xã hội, chúng ta có thể thấy danh dự là sự coi trọng đánh giá cao của dư luận xã hội đối với một người dựa trên các giá trị tinh thần đạo đức của người đó. Tất nhiên, giá trị đó được phô diễn và đem ra cống hiến cho xã hội, chứ không phải giấu kín cất đi thì không ai biết và không có cơ hội để thừa nhận. Và rõ ràng giá trị ở đây hướng tới những điều tốt đẹp và tránh xa điều xấu. Khi đã có được giá trị về tinh thần và đạo đức được xã hội công nhận, thì người sở hữu giá trị đó luôn luôn gìn giữ và bảo vệ giá trị cá nhân, được phổ quát và ảnh hưởng đến giá trị chung của xã hội, vì thế được pháp luật công nhận và bảo vệ. Điều này được thể hiện nhiều trong nhiều quy định pháp luật khác nhau, từ đạo luật cao nhất là hiến pháp cho đến các quy định pháp luật chuyên ngành. Nhắc đến danh dự là nói đến nhân phẩm. Nếu danh dự là sự coi trọng đánh giá cao của dư luận xã hội, đối với một người thì nhân phẩm là giá trị làm người, danh dự là kết quả của quá trình xây dựng và bảo vệ nhân phẩm. Như vậy, càng về lâu dài, nhân phẩm càng ngày càng dày thêm, thì danh dự cũng lớn lên theo đó, là cả một quá trình danh dự, làm cho con người ta có tiếng tăm hơn, dòng họ được gia đình mọi người quý mến, biết quý trọng và nhiều hơn so với những cá nhân khác. So sánh với nhu cầu của thắc mắc lâu thì danh dự có mặt ở bậc 3 đến bậc 5 là bậc cao nhất. Ai cũng muốn có những mối quan hệ tốt đẹp, sợ mất đi những mối quan hệ tốt đẹp đó. Ai cũng muốn mình được tôn trọng, không muốn bị bài trừ. Ai cũng muốn được thể hiện bản thân với những giá trị tốt đẹp và muốn được xã hội công nhận giá trị đó. Nhưng thực tế, một người có phẩm chất đạo đức tốt, có tài năng xuất chúng, có chức vụ càng cao thì uy tín danh dự trong xã hội càng lớn. Điều này cũng là định tính và do người đời tự ám thị, chứ không có cơ sở khoa học hay pháp lý nào minh chứng cho sự đong đếm này để xác định giá trị danh dự về mặt xã hội. Thì phải nói lại và rộng hơn một chút, giá trị danh dự là chủ quan và có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào văn hóa truyền thống và niềm tin cá nhân để xác định giá trị danh dự về mặt xã hội học. Thì phải nói lại, vận động hơn một chút, giá trị của danh dự là chủ quan và có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào văn hóa truyền thống và niềm tin cá nhân. Đối với một số cá nhân, danh dự có thể đáng để hy sinh lợi ích cá nhân hoặc thậm chí cả mạng sống của họ để duy trì danh tiếng và nâng cao giá trị của họ. Ở một số nền văn hóa nhất định, danh dự cũng có thể gắn liền với địa vị, gia đình hoặc cộng đồng và có thể được coi là trách nhiệm tập thể để trả lời chính xác câu hỏi danh dự đáng giá bao nhiêu cho sự việc vừa qua, thì chắc chắn không thể dựa vào sự cảm tính của xã hội hay là sự tự định giá của mỗi cá nhân bị hại, mà giá của danh dự chắc chắn chỉ dựa trên cơ sở pháp luật phân chia thành hai dạng sau đây. Một là trong trường hợp có tranh chấp, các bên tự thỏa thuận giá trị đền bù danh dự bị ảnh hưởng. Nếu thỏa thuận được thì 1.000 đồng hay 100 tỷ đồng cũng là giá trị danh dự. Nó được ấn định và thỏa thuận dựa trên sự tự nguyện, không cưỡng ép. Thứ hai, các bên không thể thỏa thuận mà phải ra tòa xác minh. Thì ngoài việc các bên có yêu cầu về giá trị thì cơ quan tài phán sẽ phải dựa vào luật để xác định nhằm phán quyết định lượng trên cơ sở vững chắc của pháp lý. Theo đó, ngoài dấu hiệu hình sự, nếu có vì đã làm ảnh hưởng chung tới mối quan hệ
tại xã hội, thì người có hành vi vi phạm có thể bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố và nhận mức án phù hợp. Thì người vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng. Giải quyết việc bồi thường, tòa án sẽ căn cứ vào các cơ sở pháp lý như Điều 9 Nghị quyết 22/2022/NQ-HĐTP khoảng 2 Điều 5 92 Bộ Luật Dân sự 2015. Nhìn ra thế giới sẽ không lạ với những vụ kiện về tội phỉ báng hoặc đền bù về danh dự, cụ thể thắng kiện vợ cũ. Thưa quý vị, trong một thông tin liên quan thì nhiều quý vị thính giả đặt câu hỏi vụ án Tân Hiệp Phát cha con Trần Quý Thanh bị bắt có phải là trường hợp nuôi béo rồi thịt hay không? Điều này được nói rất nhiều trên các mạng xã hội và trong dư luận. Tóm tắt cái ví dụ này dễ hiểu một người. Đến cha con ông Thanh vay tiền, ông ta nói ok nhưng với điều kiện là phải làm thủ tục chuyển nhượng ngôi nhà mà anh đang ở cho có ông để làm tin. Nhà tôi có giá hơn 100 tỷ đồng nhưng trong hợp đồng chỉ ghi là bán với giá 10 tỷ. Lãi suất ông Thanh tính rất cao, lãi suất cao sẽ được ghi trong hợp đồng với danh nghĩa là tiền cọc có nợ tiếp tục trả lãi và gốc đầy đủ hàng tháng cho cha con ông Thanh. Nhưng có một tháng bị chậm không trả tiền đúng thời gian quy định. Thế là lập tức cha con ông Thanh phạt rồi cướp luôn nhà. Ngay lập tức khách hàng hiểu rằng nguy hiểm quá rồi, anh ta gom tiền, cấp tập trả cả gốc và cả lãi, trả luôn cả tiền phạt để hủy cái hợp đồng chuyển nhượng. Nhưng các con ông Thanh không chịu và thế là căn nhà 100 tỷ của con nợ bị cha con ông Thanh mua với giá chỉ 10 tỷ đồng. Đây là thông tin chính xác đến 100% và Bộ Công an chính thức điều tra ông Phạm Văn Mãi do sai phạm trong vụ án drama và nhiều phi vụ xảy ra trong 2 năm qua. Thưa quý vị, việc Phan Văn Mãi và ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM không xử lý được nhiều vụ án trong 2 năm qua đã làm mất uy tín của nhân dân đối với sự lãnh đạo của nhà nước, khiến cho ông Tổng Đại ca rất tức tối. Việc này không cứu được hai ông quan tham này vì đây là lệnh từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã quyết định chính thức sa thải ông Lê Hồng Nam ra khỏi vị trí Tổng Giám đốc Công an TP.HCM. Đường đi nước bước trong vụ án của bà Nguyễn Phương Hằng, chúng tôi tin rằng đây là một sự quyết định đúng đắn từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chúng ta có thể thấy giờ đây phía Nam của nước ta đang như một mớ hỗn độn, nên rất cần những vị quan thanh liêm, vì dân, vì nước. Vụ việc của bà chủ Đại Nam, CEO Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam để điều tra, ghép vào điều 331 như vậy, lệnh tạm giam lần vô thời hạn đối với nữ CEO Nguyễn Phương Hằng là không thể chấp nhận được. Thế nên trong thời gian ngắn nữa thôi chúng ta sẽ biết được tiến trình điều tra của vụ án này như thế nào. Mới đây một thông tin liên quan đến cơ quan đang phụ trách điều tra vụ án Nguyễn Phương Hằng là cơ quan Công an TP.HCM cũng chưa có động tĩnh gì, thì ông Lê Văn Sĩ, chức vụ trung tá và đang công tác trong Bộ Công an, đã bất ngờ lên tiếng rõ ràng và thẳng thắn kêu gọi rằng nếu cơ quan Công an TP.HCM không thể xét xử vụ án drama của bà chủ Đại Nam CEO Nguyễn Phương Hằng, thì ngay lập tức hãy đình chỉ vụ án và minh oan cho CEO Phương Hằng ngay và luôn. Đây là một tin vui đối với những ai yêu mến lẽ phải, bởi trước khi bị bắt tạm giam, nhắc về việc công khai livestream chỉ trích đám ca nghệ sĩ bẩn tại phía Nam và tên quan tham Phạm Văn Mãi, thì trước đó bà Phương Hằng đã nhận về nhiều gạch đá, người ủng hộ kẻ chê bai nói về việc liệu bà Phương Hằng có đang vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải tạm giam CEO Phương Hằng lâu như thế, và việc kép tội bà chủ Đại Nam CEO Nguyễn Phương Hằng gây mất trật tự là không đúng vì bà Phương Hằng đứng ra livestream trong tài khoản cá nhân, lên sóng cá nhân của bà ấy. Ai thích nghe thì nghe, bà không cấm cũng không ép buộc, cái đó là tự do ngôn luận của bà ấy. Thưa quý vị, gần sát ngày đưa ra xét xử thì vụ án drama của bà chủ Đại Nam càng trở nên bí hiểm với hàng loạt đám phản diện. Có lẽ lo sợ nên chúng chơi trò chờ cờ, đúng là đám lươn lẹo hết câu từ để nói. Trở lại với cái câu chuyện của siêu Nguyễn Phương Hằng thì ai cũng biết rằng hiện tại là đang trong cái vòng điều tra các đám phản diện. Chính vì thế mọi các thông tin gì từ nhỏ tới lớn liên quan đến cô Nguyễn Phương Hằng thì chúng ta chỉ biết được báo chí bên phía Báo Quan Nhân Dân, chứ hoàn toàn những cái thông tin ở bên phía luật sư CEO Nguyễn Phương Hằng hay là bên ông Dũng Lò Vôi thì không được tiết lộ, giữ bí mật để chuẩn bị cho vụ ra tòa sắp tới đây. Mặc dù hàng triệu khán giả và người dân cả nước đang mong chờ, nhưng chúng ta chỉ có thể biết được một số cái status ở bên phía trợ lý của CEO Phương Hằng mà thôi. Thế nhưng những tín hiệu vui gần đây cho thấy chúng ta đã thấy nhiều hơn, đặc biệt là sau những tờ báo Quan Nhân Dân đăng tải những thông tin liên quan chút đỉnh đến CEO Nguyễn Phương Hằng. Nhưng người phía phản diện ngược lại đó là chúng có động thái lạ, đó là một số kẻ lươn bắt đầu trở cờ quay xe. Bây giờ gió đổi hướng, chúng bắt đầu tỏ ra đồng tình với những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng đã nêu ra trước đó ở trong drama. Cụ thể là Đinh Lan, giờ đây có vẻ đã biết sợ hay đã uống đúng thuốc đặc trị ngu dốt hay sao mà tỏ ra hiểu vấn đề. Giờ đây chúng bắt đầu tán dương bà Nguyễn Phương Hằng đã đúng, chẳng hạn như vấn đề sao kê tiền từ thiện hoặc như một số phát ngôn của đám nghệ sĩ lăng băm hay những cái
vấn đề mà siêu Nguyễn Phương Hằng đưa ra trong drama, thì dường như những kẻ mà trước đây công kích bà Nguyễn Phương Hằng rất là dữ dội, thì bây giờ lại quay sang đồng tình với những gì mà siêu Đại Nam tố cáo. Có lẽ sắp tới đây, bà Hằng tại ngoại, chính vì thế những tên gừng sĩ bẩn này đã run sợ và cũng đủ.